Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính chào các quý đạo hữu. Kính thưa các quý đạo hữu, hôm nay chúng ta trạch pháp chu kỳ 8 của chương trình tu số 3, tu theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư tăng. Thì các chu kỳ trước chúng ta đã xong về phần niệm tăng rồi. Hôm nay bắt đầu chúng ta trạch sang phần niệm giới. Đấy. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, tức là đến niệm thứ tư rồi các quý đạo hữu ạ. Thì hôm nay chúng ta đến với bài kinh Niệm Giới, Pháp Môn Đưa Đến Diệt Trừ Phiền Não. 10 niệm này của chúng ta trong chương trình tu tập số 3 thì đều giúp cho chúng ta tùy thời thực hành phù hợp với hiện tại của chúng ta để diệt trừ phiền não cho chúng ta, được lợi ích lớn và có thể đưa đến giải thoát nếu mà người đó trong duyên tu tập của chư tăng, các quý đạo hữu ạ. Trích soạn nguồn Kinh Tạng Nam Truyền Tăng Chi Bộ Kinh, tập 1 chương 3, ba pháp do Hòa Thượng Thích Minh Châu Việt dịch. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở thành Xá Vệ, Đông Viên, lâu đài của mẹ Migara, rồi Tỳ Xá Khư, mẹ của Migara, trong ngày Bố Tát, trai giới, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với Tỳ Xá Khư, mẹ của Migara đang ngồi xuống một bên. Này Tỳ Xá Khư, từ đâu bà đến sáng sớm như thế này? Bạch Thế Tôn, hôm nay con thọ trai giới. Đức Phật dạy bà Tỳ Xá Khư cách niệm giới cần thực hành. Này Tỳ Xá Khư, tâm bị uế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi. Và này Tỳ Xá Khư, thế nào là tâm uế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi? Cũng giống như các bài trước các quý đạo hữu ạ. Ở đây, này Tỳ Xá Khư, thánh đệ tử niệm giới không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định. Niệm giới tức là chúng ta nhớ nghĩ đến giới, nhớ nghĩ đến công đức của giới. Giới của Đức Phật đưa cho chúng ta thực hành, tức là những cái quy chuẩn về đạo đức. Giới là quy chuẩn của đạo đức mà. Ví dụ như là không sát sanh là một quy chuẩn của đạo đức. Không trộm cắp gọi là giới nhưng cũng là một quy chuẩn của đạo đức. Thế nếu chúng ta thực hành đúng quy chuẩn của đạo đức này, chúng ta thực hành không có bị phá hoại đi quy chuẩn đó, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, thì giới sẽ đem lại giải thoát, được người trí tán thán. Giới không bị chấp thủ thì đưa đến thiền định. Các quý đạo hữu ạ, hạnh phúc không? Giới quý như thế đấy. Thì ở đây Tâm Chiếu Hoàn Quán xin giải thích. Giới không bị phá hoại, tức là chúng ta đã thọ nhận giới để chúng ta tu tập, thì chúng ta không phá nó đi. Không phá, tức là chúng ta không đi ra ngoài khỏi cái phạm vi đó. Đấy, ví dụ như là giới là một vòng, là một vòng ranh giới ở cái hình tròn này. Thế thì khi nào thì gọi là bị vòng tròn này bị phá hoại, tức là chúng ta phá đi, nó không còn hình tròn được nữa, nó không còn hình dáng của hình tròn này nữa, thì gọi là bị phá hoại. Cũng như vậy, ví dụ chúng ta đã nhận giới là con không trộm cắp rồi, nhưng chúng ta lại từ đó trở đi chúng ta lại đi ăn cắp, chúng ta không giữ cái giới này nữa, chúng ta phá cái giới này, chúng ta đi ăn cắp, thì gọi là giới bị phá. Tức là cái phạm vi, cái phạm chủ ở trong đó bị phá đi. Đó. Thế chúng ta đi ăn cắp, chúng ta nhìn thấy gì chúng ta cũng ăn cắp. Đấy. Thế thì gọi là chúng ta bị phá giới. Rồi. Giới bị đâm cắt. Thế nào thì gọi là bị đâm? Giới bị đâm tức là chúng ta thực hành không tinh nghiêm. Khi mà chúng ta, ví dụ như là cái giới không trộm cắp này, thì nó bao gồm cả ý không trộm cắp, khẩu không trộm cắp,
thân không trộm cắp chẳng hạn. Thế nhưng mà khi chúng ta khởi ý trộm cắp rồi thì chúng ta lại không sám hối nữa. Chúng ta nói lời trộm cắp chúng ta lại không sám hối. Nhìn thấy vợ người ta chẳng hạn, thế mình lại nói này là bây giờ mà giá mà ông mà đi đến ông mà phải tán được cái cô kia cơ thì mới là tốt đấy. Làm sao mà tôi đố ông tán làm sao mà để cho cái cô kia cô ấy có thể yêu ông được, phải lòng ông được. Cô này cô rất là yêu chồng cô, nhưng mà ông làm thế nào mà ông làm cho cô phải yêu ông mới là giỏi. Đấy, lời nói của chúng ta như vậy là chúng ta có phạm giới. Phạm giới tà dâm tức là trộm vợ của người đấy, các quý đại yêu đấy. Thế chúng ta, lời nói của chúng ta như vậy thì gọi là giới bị đâm. Nó bị đâm cho nên nó lỗ chỗ ra, nó không còn nguyên vẹn của giới là giới không tà dâm hay không trộm cắp nữa, các quý đạo hữu ạ. Đó, thế gọi là giới bị đâm. Thế khi bị đâm như thế thì chúng ta nhận ra chúng ta phải sám hối để giới hoàn trả lại. Nhưng chúng ta lại không có sám hối. Chúng ta lại thích thú rồi chúng ta lại tùy hỷ vui theo các cái việc phạm giới thì gọi là giới bị đâm. Ví dụ như có người người ta sát sinh một con vật nào đó, thì chúng ta nói rằng giết nó, cái cách giết ấy hay nhỉ, hay giỏi thật đấy, anh giết được cái con ấy giỏi thật đấy. Đấy gọi là giới bị đâm. Chúng ta tùy hỷ vui theo sự giết gọi là giới bị đâm. Thế còn thế nào gọi là giới bị cắt? Cắt tức là chúng ta chỉ thực hành một phần giới thôi. Ví dụ như là giới không sát sinh chẳng hạn, thì chính Phật tử chúng ta cũng đang thực hành có một phần. Giới không sát sinh tức là từ người cho đến các loài, đến con vật nhỏ nhít cũng không sát sinh, không đoạt mạng sống của chúng mới gọi là trọn vẹn giới không sát sinh. Thế nhưng mà chúng ta tại gia thì chúng ta đôi khi bảo thôi chỉ giữ được cái phần giới là không giết người thôi, và không giết những con vật lớn thôi, còn con vật bé thì hạn chế không giết. Như vậy gọi là giới bị cắt, cắt mất một phần, không thực hành đầy đủ. Các quý đại hữu, gọi là giới bị cắt. Thế mà khi chúng ta thực hành giới là giới bị đâm, giới bị cắt như vậy, thì chúng ta không thể thành tựu được giải thoát, không được người trí tán thán, không được lợi ích lớn, quả phúc lớn. Rồi giới không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm. Thế nào gọi là giới không bị nhiễm ô? Tức là giới của chúng ta thực hành, thế nhưng mà nó thêm cái tà kiến vào. Đấy, có như là chúng ta có thực hành giới đấy, thế nhưng mà tâm chúng ta nó còn tà kiến. Đấy là nó bị nhiễm ô rồi, nó không thanh tịnh rồi, các quý đạo hữu ạ. Đó, ví dụ như là có người thì thực hành giới thật đấy, thế nhưng mà tâm còn nghi ngờ về giới, rồi thì còn tà kiến. Ví dụ như là chúng ta nói rằng là chúng ta thực hành giới không sát sinh, nhưng mà chúng ta lại bắt là phải ăn chay tuyệt đối. Đấy là giới còn tà kiến. Giới không sát sinh tức là người tu phải ăn chay tuyệt đối. Đấy là vẫn là tà kiến. Đấy, tuy chúng ta giữ giới không sát sinh nhưng tâm nó còn tà kiến như thế, gọi là giới bị nhiễm ô. Và không bị uế nhiễm. Không bị uế nhiễm, thế nào gọi là giữ giới không bị uế nhiễm? Chúng ta giữ giới nhưng với tâm kiêu mạn, như vậy là giữ giới là bị uế nhiễm. Tâm bị uế nhiễm cho nên giới nó không thành tựu được, các quý đạo hữu. Ví dụ mình giữ giới để mình kiêu mạn, mình chê người này, mình chê người kia, đấy thì không được. Ví dụ như là Đức Phật thì Ngài vẫn nói thế này, Ngài vẫn nói là ví dụ như là ta và chúng đệ tử của ta là đáng cung kính, đáng cúng dường chẳng hạn. Nhưng mà Ngài nói thật, Ngài nói sự thật của sự việc là cúng dường như vậy thì được phước báo. Đấy, và Đức Phật có nói là đối với các hành trên thân khẩu ý của Ngài là hoàn toàn thanh tịnh chẳng hạn. Thế nhưng Ngài nói như thế là để cho chúng sinh thực hành theo, làm gương cho chúng sinh. Thế nhưng nếu như mà chúng ta mà có giữ giới chẳng hạn, nhưng với tâm thế này, với tâm nói để khen về mình, để cho người ta cúng dường về mình, chúng ta nói để chê cái người kia,
Thế khi mà cái người kia bị chê, bị lên án, tâm chúng ta vui, chúng ta thích, thì như vậy là chúng ta giữ giới, bị nhiễm ô. Các quý đạo hữu, nhiễm ô bởi danh, bởi lợi. Còn nếu như chúng ta nói, ví dụ như là Đức Phật nói về ông Đề Bà Đạt Đa, khi mà ông Đề Bà Đạt Đa ông ấy hành những cái pháp sai, ác hại tăng chúng, ác hại Phật, ông bị quả báo. Thì Đức Phật nói với sự thương xót, với lòng từ bi, muốn cho ông ấy dừng nghiệp, muốn cho ông vua A Xả Thế không theo ông Đề Bà Đạt Đa mà tạo tác các ác nghiệp khiến bị đau khổ. Đấy là Ngài nói về sự cấu uế của ông Đề Bà Đạt Đa, nói đến sự thanh cao của Ngài và chư chúng tăng. Nhưng Ngài nói với tâm từ bi, nói với sự nâng đỡ, thương xót, nói với lòng bi mẫn để mà nâng đỡ cho chúng sinh, để chúng sinh giác ngộ, thoát khổ. Thì giới như vậy gọi là giới không bị nhiễm ô. Thế còn nếu như chúng ta giữ giới, nhưng chúng ta cũng nói về những cái hành vi sai trái của người khác, nhưng chúng ta nói với cái tâm là mong muốn họ bị hủy hoại, mong muốn cái người nghe cái kiểu hủy hoại cái vị đấy. Đức Phật cũng nói để cho những người khác tránh xa Đề Bà Đạt Đa, không đi theo những hành động của Đề Bà Đạt Đa, không cùng với Đề Bà Đạt Đa làm cái hành động sai trái đó, nhưng với tâm từ bi. Phải không? Thế nhưng mà có thể là khi chúng ta giữ giới, chúng ta cũng nói về cái hành động của vị này là sai, cái vị này có những tà kiến, không nên theo cái vị này. Thế nhưng mà nếu chúng ta nói được với tâm ý như Đức Phật, với lòng từ bi, mong muốn mọi người đừng theo cái điều sai trái đó, mong muốn cho mọi người có một phần góp sức nào đó khiến cho cái vị đang thực hành sai trái kia có thể nhận ra, có thể dừng lại, thì như vậy là giới không bị nhiễm ô. Chúng ta giữ giới nhưng chúng ta lại nói với cái tâm là mong muốn cho cái người nghe thấy mình là thanh cao để cúng dường cho mình, thấy mình là thanh cao để tán dương mình, và thấy cái người kia là cấu uế, mình lại mong muốn được nhìn thấy, nghe thấy những hành động của mọi người đối với cái vị kia chê bai, phỉ báng, mình mong muốn như thế thì gọi là cấu uế. Còn nếu như mình nói mà để cho mọi người cũng nói vị kia, để lên án vị kia, nhưng với tâm là mong rằng sự lên án đó khiến cho vị kia dừng lại các việc bất thiện, quay trở về tu tập thanh tịnh, thì như vậy là giới không bị nhiễm ô nhé. Trên Tâm Chứa Hoàn Quán chia sẻ với các quý đạo hữu, để khi mình nói bất cứ một việc gì, nói ai đó, muốn nâng đỡ ai đó, hoặc nói về một vấn đề sai trái của ai đó, thì mình phải thanh tịnh tâm mình. Làm sao mình khởi được cái tâm từ bi thương xót đầy đủ, tâm mình hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn mong muốn thân thiện với người ta, ái kính với cái người sai trái kia thì mình mới nói. Còn nếu tâm mình có giận hờn, tâm mình mong muốn sự đau khổ đến với họ, mong muốn nhiều người ác hại họ, thì chúng ta không nói. Vì chúng ta còn phải để chúng ta niệm tăng, chúng ta niệm giới để chúng ta thanh tịnh tâm mình đã. Đó. Còn khi nào tâm chúng ta thanh tịnh được rồi thì chúng ta sẽ niệm tâm từ bi để mà gì? Để mà nói nha. Đó gọi là giới không bị uế nhiễm, đem lại sự giải thoát được người trí tán thán, và không bị chấp thủ đưa đến thiền định. Nếu như chúng ta mà thực hành giới, chúng ta không có chấp thủ thì sẽ đưa đến thiền định. Ở trên thì không chấp thủ đưa đến giải thoát, thì chấp thủ thì nghĩa là thế nào? Tức là có cái sự dính mắc. Chúng ta bị dính mắc vào đó, chúng ta bị lệ thuộc vào đó, gọi là cứng nhắc, trên tướng và không có nói đến lý gì cả. Ví dụ như là chúng ta tu bát quan trai giới, thì trong cái giới của bát quan trai, giới cơ bản ấy, là không ăn quá ngọ đấy. Thế thì tâm chúng ta bị dính mắc vào giới như vậy, bị chấp thủ như vậy. Cho nên là khi chúng ta ví dụ như là đang có một cái việc gì rất là cần thiết, ví dụ chúng ta làm phận sự chẳng hạn, thì đến cái giờ đấy là đến, ví dụ đến cái giờ trưa, đáng ra chúng ta phải chia cơm, chúng ta lại bỏ hết tất cả các việc đấy, không ai làm gì nữa, chỉ đi tranh nhau lấy cơm ăn, thì nó có thành hội chúng không, đại chúng? Thì chúng ta tưởng tượng nhé, 16.000 người tu bát quan trai tại chùa Vàng, thì đúng đến 11 rưỡi trưa là giờ đi khất thực để ăn cơm.
Thế lúc bấy giờ tất cả các bên không ai làm gì cả, cứ thế là đi tranh nhau vào lấy cơm thôi, không cả điều phối trật tự, cũng không cả đi chia cơm, cũng không quán xét xem cơm còn hay cơm thiếu, không quán xét xem nếu thiếu cơm thì làm thế nào, chỗ dây chia cơm này thừa, dây chia cơm kia thiếu thì ta làm thế nào để điều phối, mà ta chỉ có tất cả cùng đi vào lấy cơm thì liệu nó có thành việc không các quý đạo hữu. Thế như vậy là phá pháp hội rồi. Thế như vậy gọi là do chấp thủ vào giới mà sinh phiền não đau khổ. Thế vậy thì ở đây là chúng ta phải hiểu, ví dụ như là không ăn quá ngọ là gì, tức là chư tăng ấy thường đi khất thực vào cái giờ trước ngọ ấy, là cái giờ mà mọi người nấu cơm. Thế thì bây giờ phải đi khất thực trước cái giờ đó thì chúng ta mới có cơm để mà ăn. Nếu chúng ta đi khất thực sau cái giờ đó thì mọi người đã ăn xong cơm rồi. Nếu cũng ăn một bữa nhưng mà mọi người ăn xong cơm rồi, chúng ta ví dụ như chúng ta ăn một bữa nhưng chúng ta ăn vào lúc 2, 3, 4 giờ chiều chẳng hạn, thì khoảng 2 giờ chiều chúng ta mới đi khất thực. Thì lúc bấy giờ xảy ra các tình trạng là chúng ta không có cái gì để khất thực, nên chúng ta bị đói. Thứ hai là nếu mà chư tăng đi qua mà đến một nhà này người ta cung kính chúng tăng quá, thế mà người ta thấy chư tăng đi khất thực, người ta không có cái gì đặt bát cũng dường chư tăng thì người ta sẽ buồn, hoặc là người ta sẽ bỏ công bỏ việc để người ta đi lấu người ta cúng dường cho chư tăng. Cho nên Đức Phật mới đưa ra rằng là chư tăng một ngày chỉ ăn một bữa và không ăn quá ngọ. Không ăn quá ngọ để làm gì? Để chư tăng không buông nung, không phóng dật, phải đi khất thực đúng cái giờ đó. Đấy, không làm phiền hà chúng sinh và không bị mình không bị đói. Đó. Thì chúng ta hiểu rằng là ngày tu của chúng ta là chỉ ăn một ngày một bữa thôi. Có thể ăn đúng vào trước ngọ, có thể ăn sau gì? Ăn sau ngọ, tùy hợp với lại cái phận sự công việc của chúng ta. Miễn sao chúng ta không làm phiền hà đến đại chúng, không làm mất đi cái sự bình an của đại chúng thôi. Không vì miếng ăn của mình mà khiến cho đại chúng phải no lắng, phải phục vụ một cách mà phi pháp thôi. Đó. Đấy, trên chúng ta hiểu như thế thì chúng ta không bị chấp thủ vào giới. Thế còn cái người bị chấp thủ vào giới, không ăn quá ngọ, họ cứ thế là họ cứ làm như vậy thôi, họ không ý kiến gì cả. Ví dụ chúng ta đi công tác trên một đoạn đường dài, cái thời gian vào đấy là nó đi qua cái đồng không mông quạnh, đúng không? Một đoạn đường rất dài, phải mấy tiếng chúng ta mới thoát khỏi chỗ đấy, thì chúng ta mới qua chỗ đấy, chúng ta mới mua cơm chúng ta ăn được, phải không? Thế nhưng mà chúng ta thấy là cái đoạn đường kia nó còn dài, không có cơm đâu. Thế cho nên chúng ta phải đỗ ở cái đoạn đường này, chúng ta chờ đến bao giờ mà quán nó nấu được cơm thì chúng ta mua cơm, chúng ta mới bắt đầu đi. Thế có phải là do chấp thủ mà bị phiền não không? Tất cả công việc nó bị hỏng thì gọi là phiền não. Đó. Thế chúng ta có thể cứ thế đi qua cái đoạn đường đó rất là dài như thế, mất mấy tiếng đồng hồ đến bên kia có cơm, chúng ta có thể mua, chúng ta ăn lúc đó đã 1, 2, 3 giờ chiều cũng không sao. Phải không? Đó, nhé. Thế cho nên là nếu như mà tu tập giới mà bị chấp thủ vào giới thì không đưa đến thiền định. Nếu tu tập không chấp thủ vào giới, vẫn thực hành giới đầy đủ nhưng không chấp thủ thì sẽ đưa đến thiền định. Đấy, các quý đạo hữu, chúng ta thấy là trong ba môn vô lậu hoặc giới sinh định sinh tuệ. Thế nhưng nếu khi chúng ta tu giới mà chúng ta có chấp thủ thì không sinh định được. Và không sinh định thì không sinh tuệ được, các quý đạo hữu ạ. Thì sẽ thiệt hại đến cho chúng ta nhé. Đó. Tâm chứa quán xin đọc tiếp văn kinh. Vị ấy nhờ niệm giới, tâm vị ấy được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Ví như này tỷ xá khư, một tấm hương uế nhiễm được rửa sạch với phương pháp thích nghi. Thì kính thưa các quý đạo hữu, thì chúng ta niệm giới, đó là chúng ta niệm giới thứ nhất là chúng ta hướng tới kết hợp với có thể là niệm giới của chư tăng chẳng hạn. Thế còn ở đây thì chúng ta thường niệm giới là niệm công đức của giới, là chúng ta là người đệ tử tại gia, chúng ta thực hành 5 giới, chúng ta thực hành 8 giới, hoặc là chúng ta là đệ tử xuất gia thực hành nhiều giới điều, nhiều quy định. Thì khi chúng ta niệm về các giới điều, các quy định của chúng ta thực hành ấy, chúng ta thấy chúng ta không có hủy hoại, giới của chúng ta không hủy hoại, giới của chúng ta thực hành không bị đâm cắt,
giới của chúng ta thực hành không bị nhiễm mô, giới của chúng ta thực hành không bị uế nhiễm, và chúng ta không chấp thủ vào giới và điều quy định, không chấp thủ. Chúng ta có thể linh hoạt đấy mà vẫn giữ được giới, vẫn giữ được các cái quy định hỗ trợ cho giới, gọi là giới luật đấy. Đó, chúng ta hãy thường niệm về giới của mình thì chúng ta có đoạn trừ được phiền não không? Đoạn trừ chứ. Đấy, đoạn trừ được phiền não. Ví dụ khi tâm tham khởi lên, chúng ta hãy quay về, chúng ta niệm giới của chúng ta là giới không bị phá hoại, chúng ta không phá hoại giới, phải không? Có một cái việc gì đấy nó khiến chúng ta tham ái, khiến chúng ta tham danh, phải không? Khiến chúng ta tham tiền. Thế chúng ta tâm chúng ta tham bị chi phối như thế thì chúng ta bắt đầu niệm giới. Là nếu như chúng ta thực hành điều phi pháp này thì giới của chúng ta sẽ bị phá hoại. Do bị phá hoại cho nên ta không thể có được giải thoát. Thế cho nên ta sẽ thực hành đầy đủ giới, giới tinh nghiêm, không phá hoại giới, để chúng ta có được sự giải thoát, có phải không? Thế rồi khi mà tâm chúng ta bị khởi lên các cái việc bất thiện thì chúng ta thấy như vậy rồi thì chúng ta lại nghĩ đến gì? Tâm bất thiện này, ý bất thiện này khiến giới của chúng ta bị đâm, bị thủng, phải không? Bị đâm, bị thủng. Đây là cái tư duy này, lời nói này, hành động này là chúng ta đã đâm thủng giới rồi. Thì lập tức chúng ta quay ra, chúng ta sám hối, rồi chúng ta sẽ chỉnh sửa suy nghĩ, chỉnh sửa lời nói, chỉnh sửa hành vi. Thế là giới chúng ta lại được gì? Lại được đầy đủ, lại không bị đâm nữa, không bị thủng nữa. Và nhờ không bị, nhờ giới không bị đâm, không bị thủng như vậy mà chúng ta sẽ có được giải thoát. Và chính cái niệm sám hối của chúng ta quay trở lại, không tiếp tục thực hành các điều sai đó, thì chính là tâm niệm giải thoát, chính là chúng ta được giải thoát. Cho nên có phải là nhờ niệm giới mà bớt được phiền não, tâm được giải thoát không? Có phải không, quý đạo hữu? Được giải thoát nhé. Đó, cũng vậy, ví dụ như chúng ta do tâm tham khởi lên, tham khởi lên thì chúng ta thấy à, nếu chúng ta tham khởi lên thế này thì giới chúng ta bị uế nhiễm rồi, phải không? Đấy, chúng ta có tà kiến chấp thủ thì chúng ta sẽ bị hỏng giới rồi. Đấy, cho nên chúng ta không có thiền định. Chính nhờ tư duy như vậy cho nên là chúng ta sẽ giữ giới được. Và khi chúng ta giữ giới được thì đương nhiên là phước quả sẽ sinh ra và tâm chúng ta được hoan hỷ. Kính thưa các quý đạo hữu, với đời sống tại gia của chúng ta ấy, thì nó có rất nhiều điều mà khó cho chúng ta có thể thực hành giới. Ví dụ như là có các đạo hữu nói với tâm trí ấn quán là bây giờ tôi làm nghề kế toán, cho nên là cái việc làm nghề kế toán thì rất là hay mắc vào cái tội nói dối và trộm cắp. Thế nếu không nói dối, không trộm cắp thì tôi bị đuổi việc, chẳng hạn thế. Thế bây giờ thì tôi làm thế nào? Làm thế nào tôi vẫn làm được cái nghề này? Thế thì khi đó chúng ta quán vào giới và chúng ta biết rằng việc làm của chúng ta bị bắt buộc thì chúng ta sám hối đã. Thế rồi chúng ta vỡ khởi cái tâm mong muốn mình sẽ chuyển được cái nghề hoặc mình sang cái bộ phận nào đó làm để cho mình không bị phạm vào giới. Thì như vậy là giới chúng ta đang bị đâm, bị thủng, phải không? Đâm thủng. Chúng ta phải làm cái việc này do người khác sai bảo mà. Cho nên chúng ta, giới chúng ta bị đâm thủng. Và chúng ta khi chúng ta sám hối, chúng ta mong muốn chúng ta chuyển sang cái việc khác thì giới lại được hoàn gì? Hoàn lại, không bị đâm thủng như vậy nữa. Với tâm mong muốn như vậy, và khi chúng ta có cái đồng tiền kiếm được từ cái việc đó thì chúng ta sẽ làm các cái việc thiện lợi ích cho chúng sinh, có bố thí đi, phải không? Đó, thì như vậy thì giới của chúng ta sẽ được tốt đẹp. Đầu tiên là chúng ta phải không cố ý làm việc phá giới đấy nhé. Đây là cái trường hợp đâm thủng này là chúng ta bị thấy nghe vui theo bắt buộc phải làm thôi. Chứ còn nếu như chúng ta cố ý làm thì nó rơi vào trường hợp là phá hoại giới, các quý đạo hữu. Còn giới bị đâm thủng là do chúng ta không chủ động, không chủ định. Chúng ta bị nệ thuộc, chúng ta bị bắt buộc, hoặc là chúng ta vô tình thấy nghe vui theo những điều phạm giới thôi, thì gọi là giới bị đâm, các quý đạo hữu ạ. Thì lúc bấy giờ chúng ta sám hối nhé. Còn nếu chúng ta cố tình phá hoại giới thì chúng ta phải thay đổi thật sự, chứ không phải là dừng lại ở mỗi sám hối đâu nhỉ. Và có khi có những hành vi mà chúng ta phá hoại giới, hành vi đó có khả năng là bị đọa
chỉ có thể phát nguyện tu tập để cho nó giảm nghiệp đi thôi. Đấy, ví dụ như là người xuất gia tu hành rồi, chúng ta bị phạm vào các cái lỗi lớn gọi là tứ ba la di, hoặc là người tại gia của chúng ta đang tu tập nhưng chúng ta phạm vào một trong năm cái trọng tội gọi là ngũ nghịch trọng tội đấy, thế thì cái việc đó là thực sự là chúng ta đã phá giới rồi, phá hoại giới rồi. Thì khi đó chúng ta phải nỗ lực cả đời này tích cực tu tập, phải không? Và tu tập các pháp với tâm quảng đại, với tâm phát tâm bồ đề lớn thì chúng ta mới có thể giảm đi được cái tội lỗi. Đấy, giảm đi tội lỗi khiến cho mình khi chết không rơi vào ba đường ác nữa, không rơi xuống địa ngục nữa. Mình có cơ hội để kiếp sau mình có thể sinh vào đường lành và tu theo Phật Pháp thôi. Chứ giải thoát thì sẽ không đắc giải thoát. Đấy, thế cho nên có những lỗi khi chúng ta phá hoại giới thì chúng ta không thể nào mà chúng ta lấy lại được ngay trong kiếp này. Nhưng nếu mà giới bị đâm, bị thủng, giới bị chia cắt một chút thì chúng ta có thể chúng ta phát tâm thực hành đầy đủ thì có thể được. Hoặc giới bị ô nhiễm, giới bị uế nhiễm thì chúng ta khi nhận ra thì chúng ta quay trở lại, chúng ta sám hối và chúng ta thực hành lại thì còn được nhé. Thì cũng có nhiều người mà, nhiều người có thể cả là đi xuất gia nữa, thế nhưng mà vẫn còn tham danh lợi dưỡng, cho nên khởi tâm ác hại, khởi tâm bất thiện hoặc có những hành động bất thiện, ví dụ như là chia rẽ chúng tăng chẳng hạn, đấy, làm cho chúng tăng chia rẽ, thì cái việc làm đó khiến bị rơi vào địa ngục, gọi là mắc vào tội là phá hòa hợp tăng thì cũng rất là khó sám hối. Và nếu có sám hối thật tâm đi chăng nữa thì nó cũng chỉ gọi là thoát địa ngục thôi, thế chứ còn chứng đắc thì không chứng đắc được. Đó, đấy, phá hòa hợp tăng làm cho người ta hiểu sai về chư tăng. Mình là tăng nhưng mà mình nói những lời nói khiến cho người ta hiểu sai về vị chư tăng kia, khiến cho người ta xa lánh vị chư tăng kia, đấy gọi là phá hòa hợp tăng. Thì phá hòa hợp tăng này, tội này là tội phải rơi xuống địa ngục, sau kiếp này là phải rơi xuống địa ngục. Thế thì nếu thành tâm sám hối, sám hối trước đại tăng, thế rồi thì sẽ công bố cái điều mình sai trái ra cho những người đã nghe, đã biết đó, họ phải quay trở lại, họ không hiểu nhầm cái vị tăng kia nữa. Đấy, thì kiếp này, sau kiếp này có thể thoát được địa ngục. Nếu không thì không thoát được địa ngục. Tâm Chế Huân Quán xin đọc tiếp văn kinh. Và này Tỳ Xác Khư, thế nào là một tấm gương uế nhiễm được rửa sạch nhờ phương pháp thích nghi? Do duyên giàu, do duyên cho, do duyên bàn trải lông và do duyên nỗ lực thích nghi của con người. Như vậy, này Tỳ Xác Khư, là tấm gương uế nhiễm được rửa sạch với phương pháp thích nghi. Và này Tỳ Xác Khư, thế nào là tâm uế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi? Ở đây, này Tỳ Xác Khư, thánh đệ tử niệm giới. Không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát. Được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định. Vị ấy nhờ niệm giới, tâm được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Này Tỳ Xác Khư, đây gọi là thánh đệ tử thực hành giới, Bồ Tát, trai giới, sống chung với giới. Nhờ giới tâm được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Kính thưa các quý đạo hữu, hôm nay trong bài này thì Tâm Chiếu Hoàn Quán xin nhắc thêm một vấn đề mà từ trước tới nay chúng ta vẫn hay bàn tới. Và trong các đạo tràng thì các quý đạo hữu sẽ gặp các tín chủ mới sẽ hay đối chất với các quý đạo hữu về vấn đề này. Đó là cái chữ niệm. Đấy, chúng ta thấy Đức Phật dạy chúng ta niệm giới, tức là chúng ta phải nhớ nghĩ về giới, về giới thực hành như thế nào là đúng, công đức của thực hành đúng giới thì được công đức gì, được phước báo gì, được kết quả ra sao. Và khi chúng ta niệm như vậy, chúng ta tư duy như vậy, bước thứ ba là tâm chúng ta phải đoạn trừ được các cấu uế trong hiện tại, thì như vậy mới gọi là niệm giới. Và niệm Phật cũng vậy, mỗi một hồng danh của Đức Phật thì chúng ta phải niệm công đức của Ngài,
niệm ý nghĩa của hồng danh. Đó, ví dụ như là thế tôn là thế gian tôn thờ đấy. Thế thì ta phải quay lại ta xét hành vi của chúng ta trong hiện tại có được mọi người tôn trọng hay không. Đức Phật tu cái công đức đó mà được thế gian tôn thờ. Thế thì mình trong hiện tại mình nên nương tựa vào xoay tâm lại của mình. Mình chỉnh sửa hành vi của mình sao mà cho nó phù hợp với cái việc người ta tôn trọng mình, phải không? Như vậy thì mình mới loại trừ được cái tâm đang bất thiện, đang ác hại người ta kia. Thế thì gọi là nhờ niệm Phật, nhờ niệm Pháp, nhờ niệm Tăng, nhờ niệm giới mà tâm được thanh tịnh, giải thoát khỏi cấu uế, phải không? Đấy nhá, thế cho nên hôm nay chúng ta nhớ này, chữ niệm này, niệm hồng danh là niệm công đức để tạo nên hồng danh đó, phải không? Niệm giới là phải niệm thật về giới, về nghĩa của giới, về sự của giới, về lý của giới, và quay về với tâm của ta để làm sao cho ta được thanh tịnh trong hiện tại mới gọi là niệm. Thế và khi mà chúng ta chưa được rõ ràng thì chúng ta có thể niệm về công đức của giới, chúng ta có thể niệm về hồng danh của Đức Phật, có thể đọc nhưng mà với tâm hướng về để hiểu, để rõ, để đoạn trừ được tâm cấu uế, thì thực sự chữ niệm nó mới đem lại sự giải thoát cho mình được. Chứ còn thường chúng ta là chỉ đọc hồng danh thôi, thì đọc mãi đi nhưng mà tâm chúng ta không thể giác ngộ được, phải không? Mà chúng ta lại đọc hồng danh mà chúng ta lại không có hướng tới mong muốn cho ta được giác ngộ, được hiểu biết để chúng ta có thể mà đoạn trừ được cấu uế trong tâm thì không đúng lời Phật dạy. Nha. Đó, Tâm Chiến Quán chỉ nhắc lại như vậy để chúng ta hiểu rõ được thế nào là niệm, thế nào là đọc thôi. Tất cả 10 niệm này chúng ta niệm đều là tư duy, thực sự là tư duy quán chiếu và đoạn trừ tâm bất thiện của chúng ta. Và niệm giới như vậy được gọi là sống chung với giới. Nhờ giới tâm được tịnh tín, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Như vậy, này tỷ xá khư, là tâm uế nhiễm được rửa sạch nhờ phương pháp thích nghi. Đấy, phương pháp thích nghi là phương pháp niệm giới. Khi mà tâm chúng ta có những việc mà chúng ta đang thấy chúng ta làm việc bất thiện, chúng ta đang làm việc phá giới, phải không? Có thể là tâm chúng ta đang thì lừng khừng sẽ dẫn đến phá giới, sẽ làm cho giới bị đâm, bị cắt, sẽ làm cho giới bị nhiễm ô, sẽ làm cho giới bị uế nhiễm. Nhờ, thì chúng ta niệm giới như thế để chúng ta quay trở lại, chúng ta đoạn trừ cái tâm bất thiện kia đi và chúng ta được trở lại được tịnh tín đối với giới, tin giới được tịnh tín đối với giới, và nhờ tịnh tín đối với giới thì phước báo của chúng ta được phát sinh, nhờ phước báo đó mà tâm chúng ta được hoan hỷ. Đấy, nhờ hoan hỷ như vậy cho nên là chúng ta sẽ hân hoan sẽ khởi lên và các phiền não sẽ được đoạn trừ. Đó, đó là việc nợ ích của việc chúng ta niệm giới. Và sau đây là các đề mục quán. Ngày thứ nhất, quán niệm về công đức của giới, niệm giới để sinh tâm hoan hỷ. Niệm như sau: giới nếu không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm thì sẽ đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ đưa đến thiền định. Chúng ta sẽ lần lượt nghĩ đến những cái giới của chúng ta, những cái điều chúng ta đang giữ. Nếu cái giới này chúng ta mà giữ được tốt, được thanh tịnh thì nó sẽ được cái kết quả thế nào? Cứ lần lượt thì chúng ta cứ nghĩ đến công đức của giới nha. Như vậy là chúng ta sống trong giới, chúng ta niệm giới, chúng ta sống trong giới thì tâm chúng ta tự được hoan hỷ thôi. Đấy là ngày thứ nhất. Tất cả các điều giới luật của chúng ta nghĩ đến về cái công đức của nó sẽ giúp cho chúng ta thế nào nếu chúng ta giữ tinh nghiêm. Phải không? Lợi ích chúng ta sẽ được như nào nếu chúng ta giữ tinh nghiêm. Đấy là gọi là niệm giới, sinh tâm hoan hỷ. Ngày thứ hai, quán niệm về công đức của giới để sinh tinh tấn. Quán chiếu hiện mình giữ giới có bị các tướng của, bây giờ bắt đầu mình nghĩ đến mình, hôm trước là chúng ta chỉ nghĩ đến công đức của giới thôi, nhưng ngày hôm sau này thì bắt đầu ta nghĩ đến từng hành vi của mình, xem là chúng ta giữ giới, những cái điều giới chúng ta giữ, những điều quy định chúng ta giữ, các quý đạo hữu nhớ này,
Giới thì gồm có luật để bảo bảo hộ để chúng ta giữ được giới. Cho nên là trong tăng ấy thì có giới và có luật. Luật là các cái điều quy định ấy. Đó, những cái điều điều một, điều hai, rất là nhiều điều để phụ và để giữ được giới. Đấy. Ví dụ như là chúng ta là cái giới là không tà dâm chẳng hạn, thì trong nhiều bài pháp ấy thì Đức Phật cũng có nói đến là không du hành về đêm ấy, không đi du hành, rồi tâm không phóng dật. Đấy là những điều quy định để nó phụ cho chúng ta để chúng ta giữ được giới. Đó, những điều quy định. Đấy, ví dụ như là chúng ta ở đây là ví dụ như là lên chùa là nam ngủ một bên, nữ ngủ một bên, thì như vậy để giúp cho chúng ta giữ được giới. Đấy, những điều quy định này là phụ cho chúng ta để chúng ta giữ được giới. Thế còn nếu như lại bảo rằng là chỉ giữ giới là không dâm dục thôi, nhưng lại xếp một người nam ngủ cạnh một người nữ, một người nam ngủ cạnh người nữ, thế thì làm sao mà giữ được, phải không? Thế cho nên phải có quy định là nam ngủ khu riêng, nữ ngủ khu riêng, sinh hoạt riêng. Đấy, như vậy thì mới khiến giữ được, dễ giữ được giới. Đấy, cho nên là giới là phải có luật. Đấy, cái luật, cái quy định như vậy gọi là luật đệ nha. Bây giờ chúng ta quán chiếu những điều mình hiện giữ, xem là mình cái gì đã bị phá hoại, giới nào đang bị đâm cắt, giới nào mình đang bị nhiễm mô, giới nào mình đang bị uế nhiễm, và những việc gì là việc mình đang chấp thủ giới. Chúng ta quán chiếu và chúng ta nên niệm giới của ngày hôm trước ấy, nợi niệm đến công đức của giới. Nếu chúng ta giữ được đầy đủ thì những cái điều này, những điều quy định này, thì chúng ta sẽ được cái gì? Được người trí tán thán không, hay được đại chúng yêu mến không, hay là sống trong đại chúng mình có thể làm gương cho chúng được không, hoặc là những cái này sẽ sinh ra phước báo gì cho mình, hoặc là chúng ta nếu thực hành được như vậy thì chúng ta sẽ thực hành được lý tưởng, được mục đích của chúng ta, sớm thành tựu được lý tưởng, sớm thành tựu được mục đích của chúng ta. Thế từ cái sự quán chiếu về các cái giới mình giữ chưa được tinh nghiêm này, mình sẽ khởi sinh được sự tinh tấn bằng pháp đối trị để khiến cho mình tinh nghiêm giữ giới hơn, đoạn trừ được cái tâm cấu uế của mình đi, đấy, những cái hành vi chưa đúng của mình đi. Như vậy thì chúng ta sẽ được lợi ích. Đấy là cái đề mục quán này. Quán chiếu giới như vậy qua các việc tức bực, sân giận vì danh vọng, tiền bạc mà mình đang hoặc là dự định làm các việc trên. Tức là chúng ta đang làm hoặc là dự định làm các việc mà khiến bị phá giới, khiến bị giới bị đâm cắt, bị nhiễm mô, bị uế nhiễm, bị chấp thủ đấy. Đề mục tiếp theo là quán niệm công đức của giới để hoan hỷ, tự sám hối, phát nguyện tinh tấn để loại trừ các sự ô nhiễm bất thiện ràng buộc thiêu đốt đó. Này, kính thưa các quý đạo hữu, thì chúng ta thật là hạnh phúc được tu tập dưới sự chỉ dạy của sư phụ, dưới sự gương mẫu thực hành pháp của chư tăng. Đó, chư tăng thực hành pháp là một biểu tượng để cho Phật tử chúng ta hướng tới. Có phải không quý đạo hữu? Chúng ta hướng tới để chúng ta tinh tấn cho mình. Như vậy, ở trong duyên nào đi chăng nữa, người đã xuất gia thì hướng tới thánh tăng, hướng tới giới để rèn luyện mình. Người tại gia thì hướng tới chư tăng, hướng tới giới để thành tựu cho mình, giải thoát khỏi các cái tham dục của mình, giải thoát khỏi cái mê lầm của mình. Mê lầm, chúng ta là những người tại gia cho nên mê lầm nhiều. Chúng ta tưởng nghĩ đến thế gian này là hạnh phúc, thích thú cái hạnh phúc của thế gian, đó gọi là mê lầm. Bởi vì thế gian không có hạnh phúc. Chúng ta làm sao đó chúng ta tăng trưởng được cái công đức tu tập nên chúng ta thoát khỏi cái mê lầm này. Chúng ta có thoát khỏi cái mê lầm này thì chúng ta mới có cơ hội cho chúng ta tinh tấn, mới có cơ hội cho chúng ta giải thoát được, các quý đạo hữu ạ. Cho nên chúng ta phải nghe pháp rất nhiều, tu tập rất nhiều để dần dần tâm chúng ta được sáng ra, chúng ta hiểu được hơn, tức là chúng ta có thể sử dụng được ứng lý hạnh như chư tăng ấy. Tức là tất cả mọi thứ chúng ta đều có thể dùng bằng trí tuệ được. Thế còn hiện tại người tại gia còn tham chấp việc vợ chồng, đây là vợ tôi, đây là chồng tôi, đây là tài sản tôi, cho nên trí tuệ của chúng ta bị che mờ đi bởi vì tham dục thế gian. Chúng ta không thấy được lợi ích
của việc giải thoát, không thấy được hạnh phúc của sự giải thoát. Nhưng chúng ta bây giờ mới tập tu, nhưng mà chúng ta nên cố gắng. Chúng ta giải thoát được một niệm tâm ràng buộc thì chúng ta phải nghĩ đến nếu giải thoát toàn phần của sự ràng buộc lo lắng, suy nghĩ tham dục thì nó sẽ hạnh phúc thế nào. Chúng ta sẽ lờ mờ nhận ra cái hạnh phúc của Niết Bàn, các quý đạo hữu. Không no nắng, không tham cầu, tự tại, hạnh phúc biết bao nhiêu. Mà những người không còn tham cầu tự tại thì mới làm lợi ích cho số đông được. Còn nếu một người suốt ngày bị trói chằng thiêu đốt bởi vì là sự bất hòa trong gia đình, không có tiền, bữa sau không có gì ăn, đủ thứ như thế thì làm sao lo được cho số đông? Phải không các quý đạo hữu? Đó, thế cho nên là chúng ta dần dần chúng ta sẽ hiểu ra và chúng ta có tu tập chân thật như thế này, chúng ta giải thoát dần các ràng buộc của tâm, chúng ta mới lờ mờ cảm nhận được hạnh phúc của giải thoát. Lúc bấy giờ chúng ta mới có thể có chí nguyện đi trên con đường giải thoát được, các quý đạo hữu. Việc tu tập nó phải là được thành tựu, nó chỉ được thành tựu khi chúng ta là người chân thật thực hành thôi. Còn nếu như chúng ta có học hết bài kinh này, tư duy thoải mái, ngồi không có sự cứ thế mà tư duy, nhưng chúng ta không thực hành thì chúng ta đến sự đến nơi chúng ta không thể nào mà chúng ta tự tại được. Không thể được đâu. Nó bị ràng buộc, nó bị trói buộc. Nếu chúng ta không quán chiếu từng ngày thì chúng ta trói buộc trong tất cả các ái, từ tình cảm cho đến vật chất. Nhé, thế thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hành từng chút một. Chúng ta áp dụng vào 10 niệm mà chúng ta học này để chúng ta đoạn trừ từng phần cấu uế nhỏ nhất trong tâm chúng ta, để chúng ta có thể tinh tấn thực hành được giới, tinh tấn thực hành được thiện pháp, thì chúng ta sẽ được quả phước lớn và quả phước đó có thể đưa đến sự giải thoát, sự hạnh phúc, sự an vui sau này. Chúc các quý đạo hữu tinh tấn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.